Chuyển nhượng NBA, Warrior hăm he nổ bom tấn, tìm thêm đồng đội cho Stephen Curry. Do không thể có chữ ký của McCannon và Paul George, Golden State Warrior vẫn còn lượt pick dồi dào và những cầu thủ có thể đặt lên bàn đàm phán, hy vọng nổ một bom tấn khác. Golden State Warrior là một trong những đội bóng có nhiều biến động nhất về nhân sự trong mùa hè vừa qua. Đầu tiên, họ đã để Klay Thompson ra đi để chuyển đến Dallas Mavericks, sau đó chọn phương án thay thế là chuyên gia ném 3 điểm Buddy Hield. Tuy nhiên, Warrior cũng tuột mất hai mục tiêu chuyển nhượng quan trọng là Lauri Markkanen khi anh đã gia hạn với Utah Jazz và Paul George đã chuyển đến Philadelphia Sixers. Vậy, Stephen Curry và tập thể Golden State có giữ nguyên đội hình hiện tại để bước vào mùa giải mới hay không? Hay một trong vài thương vụ trao đổi vẫn có thể xảy ra trong thời gian tới? Theo chia sẻ từ chuyên gia Mark Stein, đội chủ sân Chase Center vẫn còn khả năng nổ thêm một bom tấn chuyển nhượng nữa thông qua trao đổi. Vì thất bại trong việc chết lấy Paul George và Lauri Markkanen, Golden State Warrior đang lên kế hoạch cho một bom tấn tiếp theo để cải thiện chất lượng đội hình. Để khắc phục lỗ hổng trong đội hình sau khi nói lời chia tay với người đồng đội lâu năm của Stephen Curry, Warrior đã ký nhiều hợp đồng ngắn hạn như Buddy Hield, Kyle Anderson và DeAnthony Melton. Đồng thời, họ vẫn giữ nhiều lượt pick nằm nhắm trong tay lợi thế để đàm phán chuyển nhượng. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng họ vẫn có vị trí tốt để đàm phán trao đổi với các đội bóng khác, thời điểm có thể là trong vài tháng hoặc một năm tới. Sau khi Klay Thompson quyết định rước áo ra đi, tương lai của Golden State Warrior rơi vào trạng thái vô định. Tuy nhiên, đội chủ sân Chase Center đặt mục tiêu tìm kiếm thêm ngôi sao để khỏa lấp lỗ hổng mà Klay để lại. Warrior vẫn chưa có được cái tên mà họ muốn. Cộng thêm màn trình diễn chói sáng của Stephen Curry ở chiến dịch Olympic 2024 vừa qua, áp lực càng đè nặng lên giới lãnh đạo của Golden State trong việc xây dựng một đội hình đủ mạnh xoay quanh bếp trưởng Curry, tận dụng phong độ tốt của tay ném 35 tuổi ở mùa giải tới. Chuyên gia Mark Stein viết thêm về điều này như sau. Cả hai trụ cột là Stephen Curry và Draymond Green, cùng với huấn luyện viên trưởng Warrior là ông Steve Kerr, đều chưa thực sự đối diện với thực tại rằng Klay Thompson đã không còn ở Golden State. Điều này ít nhiều sẽ mang đến những khó khăn về sự gắn kết trong đội hình, và đó là chưa kể đến nhiều yếu tố tình cảm khi Green, Curry hay huấn luyện viên Steve Kerr đều mong rằng Klay sẽ không rứt áo ra đi. Giờ đây, phía Warrior hy vọng rằng trải nghiệm vui vẻ của huấn luyện viên Steve Kerr và Stephen Curry trong màu áo của đội tuyển Mỹ tại Olympic sẽ giúp họ có tâm lý tốt, chuẩn bị cho mùa giải NBA hứa hẹn rất nhiều khó khăn. Với sự góp mặt của Draymond Green bên cạnh siêu sao Stephen Curry và bản hợp đồng mới Buddy Hield, Golden State Warrior vẫn có nhiều khả năng vào vòng playoff ở mùa tới. Nhưng chỉ với một hoặc vài nhân tố trẻ trong đội hình Warrior như Podzimski hay Jonathan Kuminga trưởng thành vượt bậc, họ mới đủ khả năng cạnh tranh và có hy vọng tiến sâu ở miền Tây khói lửa của NBA. Trong một diễn biến khác trước đó, sự gắn kết giữa LeBron James và Stephen Curry tại Olympic vừa qua khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tưởng tượng về viễn cảnh cả hai cùng thi đấu trong một đội ở NBA. LeBron James cùng với Stephen Curry vừa dẫn dắt đội tuyển bóng rổ Mỹ đến tấm huy chương vàng Olympic 2024 tại Paris, Pháp. Dù đã lần lượt là 36 và 39 tuổi, hai người đội trưởng vẫn cho thấy chất thủ lĩnh tuyệt vời đi kèm với trình độ thi đấu cực cao, giúp đội tuyển Mỹ giải mã mọi đối thủ sừng sỏ với thành tích bất bại kéo dài từ giai đoạn giao hữu đến các trận đấu chính thức. Sự gắn kết giữa LeBron James và Curry đi kèm với những hình ảnh ăn mừng cùng nhau của hai ngôi sao hàng đầu thế giới khiến cho người hâm mộ vô cùng phấn khích. Không ít cổ động viên đã nghĩ đến viễn cảnh nhà vua cùng bếp trưởng đứng chung chiến tuyến tại NBA, dù là ở Los Angeles Lakers hay Golden State Warrior. Cá nhân James từng chia sẻ rằng rất thích thi đấu với Curry, trải nghiệm họ có được từ các trận All-Star. Kịch bản này có thể xảy ra dù khả năng là cực kỳ thấp. Thực tế thì Golden State Warrior đã liên hệ với Los Angeles Lakers cách đây nửa năm, hy vọng đưa LeBron James đến làm đồng đội với Stephen Curry ở sân Chase Center. Đương nhiên là thương vụ này không tiến xa khi Lakers thẳng thừng từ chối mọi lời đề nghị của Warrior. Song song với đó, một người trong cuộc đã kịch liệt phản đối việc James đến với Golden State là Rick Paul, người đại diện kiêm bạn làm ăn lâu năm của LeBron. Chuyên gia uy tín Mark Stein thông tin thêm về việc này như sau. Rick Paul đã ngăn cản cả hai đội trong việc kết nối và đàm phán để đưa LeBron James đến Warrior. Nguyên nhân chính là vì Paul không muốn để LeBron trở thành tâm điểm của sự chỉ trích từ người hâm mộ khi thay đổi màu áo để chạy theo nhẫn vô địch. Tuy đã có những đàm phán kín giữa cả hai đội bóng, bao gồm cả ông Joe Lacob của Warrior và bà Jeannie Bird của Lakers,
cộng thêm việc tích cực đẩy thuyền đến từ Draymond Green, Rick Paul vẫn kịch liệt phản đối. Trước đây, LeBron James đã từng đóng vai ác khi từ bỏ Cleveland Cavaliers để đến với Miami Heat, xây dựng siêu đội hình cùng với Wayne Wade, Chris Bosh và Ray Allen vào năm 2010. Rõ ràng, Rick Paul không muốn thân chủ của mình chịu búa rìu dư luận như cách đây 14 năm. Xét tình hình hiện tại khi mạng xã hội và cộng đồng người hâm mộ đã hung hãn hơn rất nhiều. Kết thúc chiến dịch Olympic 2024, LeBron James và Stephen Curry sẽ trở lại thực tại của họ tại NBA, nơi cả Los Angeles Lakers lẫn Golden State Warriors đều chỉ nhỉnh hơn một chút so với các đội bóng tầm trung, chứ chưa thể cạnh tranh ngôi vô địch. Với Los Angeles Lakers, đội bóng Á vàng tím bình chân như vậy ở thị trường chuyển nhượng vừa qua. Họ để vài trụ cột ra đi và còn tuột mất một số mục tiêu chuyển nhượng như DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas hay Gary Trent Jr. Về phía Warrior, đội bóng này sẽ ra sao hậu kỷ nguyên Splash Brothers khi Klay Thompson đã nói lời chia tay câu lạc bộ đề cập đến Dallas Mavericks. Trước đó, Golden State Warriors chỉ mất vài ngày để thay thế Klay Thompson bằng một tay ném 3 điểm thượng hạng khác. Người sẽ trở thành đồng đội mới của Stephen Curry ở dàn hậu vệ, đó là Buddy Hield. Tương vụ diễn ra theo hình thức sign and trade. Đưa Hield đến với Warrior với bản hợp đồng có thời hạn tối đa là 4 mùa giải. 2 năm đầu của Buddy Hield được cam kết 100% với tổng tiền lương là 18 triệu đô la Mỹ, trung bình 9 triệu đô la Mỹ một mùa, bao gồm mùa giải 2024-2025 và 2025-2026. Năm thứ 3 được cam kết một phần với thu nhập ít nhất là 3 triệu đô la Mỹ. Riêng năm thứ 4 gắn kèm thêm điều khoản team option, đồng nghĩa với việc Warrior có toàn quyền quyết định giữ Hill ở lại đội bóng hay không. Trong màu áo của Indiana Pacers và Philadelphia Sixers ở mùa giải trước, Buddy Hield ghi trung bình 12,1 điểm cùng 3,2 rebound và 2,8 assist mỗi trận. Những con số này là không quá nổi bật. Tuy nhiên, Hield nổi tiếng với sự bền bỉ và đặc biệt là khả năng ném 3 điểm cực kỳ ấn tượng. Từ năm 2019 đến nay, trừ mùa giải gần nhất khi anh chuyển tới đội bóng ở giữa chừng, Buddy Hield luôn nằm trong top 2 những cầu thủ ném vào nhiều quả 3 điểm nhất mùa giải. Điều đặc biệt là Stephen Curry cũng nằm trong nhóm 2 đến 3 cầu thủ ném 3 điểm thành công nhiều nhất trong những năm qua. Với Buddy Hield và Stephen Curry, Golden State Warriors có một cặp song sát ném xa cực kỳ hứa hẹn bắt đầu từ mùa giải tới. Trước khi hội quân với đội bóng mới, Buddy Hield có một nhiệm vụ quan trọng khác cần thực hiện. Huấn luyện viên của Buddy Hield ở đội tuyển quốc gia Bahamas là ông Chris DeMarco, một trong những trợ lý của huấn luyện viên Steve Kerr tại Golden State Warriors. Người mà Hield sẽ thế chỗ tại Warriors là Klay Thompson. Ban đầu đã tập luyện cùng đội tuyển Bahamas, tuy nhiên Klay không góp mặt ở loạt trận vòng loại. Một thông tin đáng chú ý khác, bên cạnh dàn cầu thủ trẻ đã chơi tốt tại Summer League vừa qua, Golden State Warriors có những đóng góp vô cùng tích cực từ Kevin Knox, một cầu thủ từng rất tiềm năng nhưng đang dần bật bãi khỏi NBA. Có nhiều lý do để Golden State Warriors quyết định trao cơ hội cho Kevin Knox. Đầu tiên, cầu thủ sinh năm 1999 có sải tay dài và khá chịu khó trong khâu phòng ngự. Thứ hai là Warriors gần như không mất gì do đôi bên chỉ đạt thỏa thuận hợp đồng thi đấu Summer League. Với một cầu thủ từng được chọn ở nhóm Lottery nhưng đang dần bật bãi khỏi NBA, Kevin Knox rất khao khát thể hiện mình và đã cho thấy sự quyết tâm trong màu áo của Golden State ở mùa hè năm nay. Ví dụ đã có trận đấu, Knox có chỉ số plus on minus cao nhất đội nhờ nỗ lực trong phòng ngự, tranh chấp lấy 10 rebound đi kèm với 14 điểm ghi được trong 24 phút trên sân. Trong cả sự nghiệp NBA tính đến thời điểm này, Kevin Knox đã chơi 306 trận trong 6 năm cho 4 đội bóng khác nhau. Anh ghi trung bình 7,4 điểm cùng 2,9 rebound và tỷ lệ ném xa đạt 34,1%. Nếu thể hiện đủ tốt, Knox hoàn toàn có thể lấy một suất trong đội hình của Golden State Warriors ở mùa giải tới, hoặc ít ra anh sẽ tìm được thêm cơ hội ở những câu lạc bộ khác tại NBA.